Bên cạnh ba chức năng chiên, nướng, hấp được sử dụng riêng biệt ra thì chiếc lò này còn kết hợp để tạo ra một chức năng gọi là nướng bằng hơi nước nữa. Đặc biệt là những bạn nào mà thích làm những món cá nướng, làm bánh bông lan hay là bánh mì vân vân thì chức năng này nó sẽ giúp hạn chế cái việc là thực phẩm nướng xong bị khô. Các bạn cứ yên tâm là vẫn giữ lại được độ mọng nước có ở trong thức ăn. Hello, xin chào các bạn. Nhìn bên cạnh lên đây thì chắc là chúng ta cũng phần nào đoán ra được sản phẩm mà ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu là gì rồi đúng không? Các bạn đoán cái này là cái gì? Là lò vi sóng hay là lò nướng hay là lò hấp? Không đúng nha, không có cái nào đúng hết á. Thực ra thì đây là lò chiên không dầu hơi nước đến từ thương hiệu Elmix. Với sự tích hợp đa di năng, chiên, nướng, hấp rồi nhiều chức năng khác nữa thì chiếc lò này nó sẽ xịn sò như thế nào? Hãy cùng với Linh tìm hiểu trong video này nhé. Let's go! Lò chiên này thì có dung tích là 20 lít, lớn hơn rất là nhiều so với các dòng lò chiên thông thường hiện nay, tương đương như là một chiếc lò nướng hay là lò vi sóng cỡ nhỏ. Nhưng mà lại được một điểm, đó là lớp vỏ ngoài này thì được phủ một tông màu kem, cho nên là sự thô cứng này thì nó đã trở nên mềm mại và dịu dàng hơn rất là nhiều. Mặc dù là giống lò nướng, thế nhưng mà phần cửa kính này của lò thì khá nhỏ hơn rất nhiều, vẫn đủ để mình có thể quan sát được toàn bộ phía bên trong của lò khi mà mình nấu nướng. Các bạn thấy là Linh đặt lò ở trên mặt bàn như thế này thì nó cũng tương đương với mặt tủ bếp ở nhà mình, cho nên sẽ hơi khó quan sát một tí. Thành ra các bạn nhớ là chúng ta sẽ đặt lò ở những nơi mà ngang với tầm mắt và tiện sử dụng để mình có thể dùng lò một cách dễ dàng hơn nhé. Và như lúc đầu Linh cũng có nói thì chiếc lò này nó là sự kết hợp đa di năng giữa chiên, nướng, hấp, cho nên những chức năng của nó thì cũng rất là xịn sò và đa dạng. Những chức năng này thì đều đã được thiết kế trên bảng điều khiển cảm ứng nhờ ký hiệu minh họa song ngữ Anh Việt và thao tác chạm thì cũng rất là đơn giản. Ngoài ra thì có màn hình hiển thị rõ ràng, cho nên là mình cũng dễ dàng làm quen và sử dụng. Và các chức năng này thì sẽ sử dụng những mức nhiệt khác nhau tùy vào lúc mà mình nấu nướng nữa. Với các món chiên nướng thì mình điều chỉnh giải nhiệt từ 40 đến 230 độ C, thời gian nấu là 1 tiếng 30 phút. Còn các món hấp thì giải nhiệt sẽ từ 40 đến 115 độ C, thời gian nấu cũng là 1 tiếng 30 phút luôn. Nhờ vào giải nhiệt rộng như vậy mà menu nấu ăn thường ngày của mình sẽ đa dạng hơn rất là nhiều. Ví dụ như với những món ăn da giòn, chúng ta cần một lượng nhiệt lớn thì chiếc lò này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Và để cho chức năng chiên nướng được hoạt động trơn tru thì Linh thấy là ở bên trong khoang lò có một quạt đối lưu. Quạt này thì sẽ giúp cho lượng nhiệt được luân chuyển đều ở trong lò, giúp cho thức ăn chín đều, đồng thời giảm lượng dầu mỡ thừa. Nhắc đến khoang lò thì nó khá là rộng rãi, được làm bằng inox 304 bền bỉ, cho nên là cũng an toàn khi mà mình sử dụng. Đó là cách mà các món ăn chiên nướng đã ra đời, vậy thì còn các món hấp thì sao? Đây, phía dưới này có một khay chứa nước. Khay chứa nước này thì Linh thấy nó rất là rộng, dung tích thì chắc cỡ khoảng 1 lít. Ngoài ra thì nó còn có rãnh để mà mình hứng nước thừa nữa. Khi mà lò hoạt động thì nước sẽ được bơm trực tiếp từ khay chứa nước vào trong khoang lò. Sau đó thì nước sẽ được làm nóng và tạo ra hơi nước nóng tỏa đều, bao bọc xung quanh trực tiếp để mà làm chín thực phẩm. Từ đó thì các món hấp được ra đời. Bên cạnh ba chức năng chiên, nướng, hấp được sử dụng riêng biệt ra thì chiếc lò này còn kết hợp để tạo ra một chức năng gọi là nướng bằng hơi nước nữa. Cách hoạt động của nó thì là sự kết hợp của hai cách hoạt động của chức năng chiên, nướng và chức năng hấp mà Linh đã có nói ở trên. Đây là một chức năng mà Linh thấy là không chỉ riêng bản thân mình mà bất kỳ ai cũng sẽ rất là thích thú, đặc biệt là những bạn nào mà thích làm những món cá nướng, làm bánh bông lan hay là bánh mì vân vân thì chức năng này nó sẽ giúp hạn chế cái việc là thực phẩm nướng xong bị khô. Các bạn cứ yên tâm là vẫn giữ lại được độ mọng nước có ở trong thức ăn. Ngoài những chức năng nổi bật đó ra thì còn một điểm thú vị trên lò này nữa, đó là hãng đã trang bị cho mình một menu 50 món ăn được cài đặt sẵn. Chưa dừng lại ở đó, như Linh đánh giá thì chiếc lò này nó có một giải nhiệt rất là rộng, cho nên là với những món đặc thù mà cần thời gian dài và nhiệt độ thấp như là sữa chua hay là lên men bánh thì lò này vẫn làm được. Mình chỉ cần sử dụng chức năng ủ lên men, nhiệt độ ủ mặc định là 40 độ C và thời gian ủ thì lên tới là 12 tiếng. Và đó là tất cả những gì nổi bật về chiếc lò chiên này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm chứng xem là lò hoạt động như thế nào với món bánh mì nướng nhé. Nguyên liệu thì đã sẵn sàng hết rồi, mình chỉ cần đặt lên khay, bỏ vào nồi, chọn chức năng nướng bằng hơi nước ở nhiệt độ là 170 độ C trong vòng 15 phút. Các bạn có để ý là cái khay nướng lúc nãy Linh đưa vào có gì khác biệt không? Đây, các phụ kiện của lò chiên này thì nó được thiết kế vân nổi kim cương nhìn lạ mắt ha.
Điều này thì sẽ không chỉ tạo vân cho đồ ăn mà còn hạn chế được cái việc là lượng dầu mỡ từ thực phẩm chảy ra, sau đó lại bị thấm ngược vào thực phẩm. Và các phụ kiện này thì nó cũng rất là chắc chắn, cho nên sẽ hạn chế được sự biến dạng khi mà mình sử dụng ở nhiệt độ cao, khá là ok. Rồi, mình trở lại với món ăn của chúng ta ha. Trong quá trình mà lò đang nấu thì Linh quan sát được là lò nướng bằng hơi nước, nhờ vào nước được bơm từ từ vào bên trong và đun nóng làm hơi nước bay lên, tỏa đều nhanh chóng khắp khoang lò. Quan sát ở bên ngoài thì thấy là hơi nước thoát ra liên tục ở khe thoát hơi nước đằng sau. Có thể thấy là vừa mới mở cửa ra là đã có một lượng hơi bốc ra khá là nhiều rồi. Mặt trên của hai khay bánh thì cũng đã chín vàng luôn rồi á các bạn. Bây giờ thì Linh sẽ xé bánh ra xem ha. Đây, bánh xé ra thì Linh thấy là bên trong nó cũng đã được nướng chín luôn rồi. Lò có nhiều chức năng và công suất cũng lớn, cho nên sẵn lúc nãy đang nướng bánh thì Linh cũng có đo điện và đây là kết quả mà Linh đo được. Về vấn đề vệ sinh thì Linh thấy nó cũng khá là đơn giản, tại vì lò đã có sẵn chương trình khử khuẩn, khử mùi và tẩy dầu mỡ, cho nên là mình chỉ cần chạy mấy cái chương trình này rồi dùng khăn lau ở bên trong và lau sạch bên ngoài nữa là được. Ngoài ra, trong quá trình chiên nướng hấp các thực phẩm khác thì bạn cũng có thể để khay hấp, khay hứng dầu này ở bên dưới nhé. Dầu mỡ sẽ chảy xuống đây mà không có bị chảy xuống khoang lò. Nhờ vậy cho nên là việc vệ sinh của mình thì sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Rồi, với một kiểu dáng hiện đại, đa chức năng thì Linh nghĩ là chiếc lò chiên không dầu hơi nước này của thương hiệu Elmich nó sẽ rất phù hợp cho những gia đình mà có đông thành viên, đủ để đáp ứng nhu cầu nấu ăn thường ngày, tại vì dung tích của nó khá là lớn mà đúng không? Tới 20 lít lận. Đặc biệt là những cặp vợ chồng nào mà đang xây dựng tổ ấm, mình mới bắt đầu sắm sửa những món đồ nội thất và đồ dùng nhà bếp thì hoàn toàn có thể cân nhắc chiếc lò chiên này nhé. Thay vì chúng ta phải sắm từng món riêng lẻ như là lò vi sóng riêng hay là lò nướng riêng, như vậy thì không chỉ tốn kém mà sẽ còn chiếm nhiều không gian trong căn bếp của nhà mình nữa. Chi tiết về giá của chiếc lò này thì Linh sẽ để ở phần mô tả, các bạn có thể tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Nếu như mà chúng ta thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh của Điện Máy Xanh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!